Chào các bạn, hôm nay lại gặp lại tại kênh Nguyên Hồng Audio. Và hôm nay một cặp loa giới thiệu với các bạn là JBL. Như mà nói thì cặp loa này, như cái tiêu đề mình đã nói, không có cặp loa nào mà nghe hay như cặp này trong các phân khúc giá khoảng 200 đô đổ lại. Cặp này chỉ có một chỉ có 4 triệu 7 thôi, chỉ có khoảng hơn 150 đô thôi. Loa có thiết kế hai đường tiếng, một là bass 20 và một là treble titanium. Đây, một cái lưới mình tháo ra rồi. Control 5 Flutter nha. Nó sẽ khác dòng Control 5 thường. Flutter thiết kế to hơn bass 20 và cái phân tầng của nó khủng hơn. Đối với dòng loa này thì chúng ta dùng trợ lời hoặc là chúng ta nghe nhạc cũng rất là hay. Nghe nhạc khoảng những cái phòng 20m² thì cặp loa này rất là tuyệt vời luôn. Công suất của nó lên đến 180W. Loa này được lắp ráp tại Mỹ. Thùng của nó là thùng bằng nhựa nên chúng ta có thể treo ở ngoài trời trong các không gian quán cà phê mà không có sợ bị ẩm ướt. Nó nặng là khoảng 5kg, 4,8kg, cao là 38, ngang là 24,5, chiều sâu là 23 nha. Loa này thì rất là đẹp, được lắp ráp tại Mỹ, giá 4 triệu 7 thôi. JBL Control 5 Flutter. Đây, cái tem của JBL còn luôn đây. Rồi, giá 4 triệu 7. Bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe. Bên mình có bán USB ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một USB là 128GB 800.000, còn ổ cứng là 1000GB, giá 2 triệu đồng nha. Cặp loa này 4 triệu 7 thôi. Các bạn có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình, nghe nhạc hoặc là dùng để làm loa trợ lời karaoke, làm loa surround để xem phim đều rất là tuyệt vời. Đó, treble bass còn rất là đẹp. Thank you.
sắc sỡ tiêu điều, người buồn u uất.